Omicron lan như cháy rừng ở Anh, mô hình dự báo kịch bản 200.000 ca trên ngày. Guardian đưa tin, phát biểu trước Hạ viện ngày 13 tháng 12, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết, đến nay nước này đã ghi nhận hơn 4.700 ca nhiễm Omicron và số ca nhiễm hàng ngày thực tế có thể lên tới 200.000 ca. Con số trên được ông Javik trích dẫn từ một mô hình dự báo của Cơ quan An ninh Anh. Theo cơ quan này, người nhiễm Omicron ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 18 đến 35, và chủ yếu là người đã tiêm đủ hai liều vaccine tiêu chuẩn. Hiện tại, Omicron chiếm khoảng hơn 20% số ca nhiễm mới ở Anh, nhưng chúng đã thấy tỷ lệ này ở thủ đô London là hơn 44%. Chúng tôi cho rằng Omicron có thể trở thành biến chủng trội ở London trong vòng 48 giờ nữa. Trước đó, trả lời phỏng vấn Sky News về tình trạng lây lan COVID-19 như cháy rừng ở Anh, Bộ trưởng David nói, nó đang lây lan với tốc độ kinh hoàng, tốc độ mà chúng ta chưa từng thấy trước đó. Số ca nhiễm cứ tăng gấp đôi sau 2 đến 3 ngày. Người đứng đầu ngành y tế Anh cũng cảnh báo, còn quá sớm để khẳng định biến chủng mới gây triệu chứng nhẹ hơn so với Delta. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang phải đối mặt với thủy triều COVID-19 và một lần nữa chúng ta phải triển khai chương trình tiêm chủng chạy đua với virus, ông Javid nói. Chính phủ Anh đã tăng mức độ cảnh báo COVID-19 từ hôm 12 tháng 12 và một lần nữa ra sức thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine, tăng cường để đối phó với các các làn sóng lây nhiễm mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối tuần qua đã đặt ra mục tiêu mới là tiêm chủng vaccine mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành trước cuối tháng này, sớm hơn một tháng so với dự kiến ban đầu. Tôi e rằng hai liều vaccine là chưa đủ để tạo ra lá chắn mà chúng ta cần. Thủ tướng Johnson nói, trích dẫn dữ liệu ban đầu cho thấy biến chủng Omicron có thể làm giảm mức độ bảo vệ do hai mũi vaccine tạo ra, nhưng mũi tăng cường có thể tạo ra mức bảo vệ đáng kể. Ngoài thúc đẩy chương trình tiêm chủng, Anh cũng siết lại các biện pháp phòng dịch, khuyến khích người lao động làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Anh cũng áp dụng lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các cửa hàng, phương tiện công cộng và những người tham gia các sự kiện lớn phải có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo Bộ trưởng Javid, sắp tới người dân Anh phải tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba mới đủ điều kiện được cấp thẻ xanh COVID-19 để lui tới các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar hay các sự kiện tập trung đông người. Anh là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới nới lỏng hạn chế, mở cửa kinh tế xã hội sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa ngăn dịch COVID-19 lây lan. Hiện tại, mỗi ngày, nước anh ghi nhận khoảng hơn 50.000 ca nhiễm mới. Anh cũng là nơi bùng phát làn sóng Omicron mạnh nhất bên ngoài châu Phi kể từ khi biến chủng này được phát hiện hồi tháng trước.